Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Như các bạn có thể thấy hiện nay thì khi mà các streamer nổi tiếng giao tiếp với người xem, họ sẽ luôn sử dụng những chiếc mic dời như thế này. Đó là bởi vì khi mà chúng ta sử dụng mic dời, chúng ta sẽ bị ít phụ thuộc vào cái mic của tai nghe hơn. Cùng với đó là thu được cái chất lượng âm thanh nó cũng tốt hơn, rõ ràng hơn. Và chúng ta có thể sử dụng được những chiếc tai nghe âm nhạc cao cấp hay là tai nghe không dây một cách thoải mái. Và đó là lý do mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai chiếc mic dời khác nhau tới từ cùng một thương hiệu của Tây Ban Nha, đó là Chrome, để chúng ta có thể tham khảo và sử dụng nhé. Ở phía bên tay phải mình đó là chiếc mic Chrome Keep có giá là 350.000. Và bên tay trái là chiếc Kimu Pro và có giá là 1.100.000 đồng. Với mức giá, hai mức giá chênh lệch nhau rất nhiều, nên là tất nhiên cùng với đó sẽ là cái thiết kế và chất lượng thu âm cũng sẽ khác nhau. Đầu tiên là về mặt thiết kế trước nhé. Với chiếc Keep này đi thì chúng ta có thể thấy nó có một cái thiết kế rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Chân đế thì mình thấy nó rất là chắc chắn bởi vì nó giữ được mic đứng vững khi mà chúng ta đang sử dụng. Mic thì thiết kế rất là nhỏ gọn, trông giống như là cái mic mà chúng ta hay sử dụng để hát ấy, và là phiên bản thu nhỏ hơn, cầm rất là nhẹ nhàng và có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trên bàn mà không hề gây vướng víu một chút nào. Chất liệu nhựa của nó thì cũng sử dụng loại nhựa mình thấy là khá cứng cáp, không hề có một chút lỏng lẻo nào cả. Và mình nghĩ là nếu mà chẳng may có bị rơi thì em nó vẫn sẽ hoạt động được bình thường thôi. Mic thì sử dụng loại cổng là 3.5 để các bạn có thể kết nối trực tiếp với PC hoặc là sử dụng cùng với một chiếc sao cạp 7.1. Phần thu âm thì cũng được bọc một cái lớp kim loại để đảm bảo cho là âm thanh đi vào không hề bị méo, cũng như là khả năng cách âm của chiếc mic được tốt hơn. Chuyển sang với chiếc Kimu Pro này thì vì giá thành cao hơn hẳn nên các bạn có thể thấy là cái thiết kế của nó trông cũng đẹp mắt hơn rất là nhiều, đúng không? Nó đã được làm to hơn hẳn với chiếc Keep này. Chân đế thì được làm cách điệu và đẹp hơn rất là nhiều, được thiết kế cái dạng ba chân này vừa chắc chắn lại còn gọn gàng, đặc biệt nhá, lại nhìn rất là sang chảnh khi mà chúng ta chiếu webcam vào nữa. Chất liệu của nó thì cũng rất là cứng cáp và cho cảm giác nhẵn nhụi, không hề một chút rẻ tiền nào cả. Và với cái mic mà có đường kính rộng như thế này thì mình nghĩ là khả năng thu âm của nó cũng sẽ được cải tiến hơn rất là nhiều so với chiếc Keep. Và điều quan trọng nhất của một chiếc mic dời đó chính là cái chất lượng thu âm thanh của nó như thế nào, đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ test thử với hai chiếc mic này, cùng với đó là sử dụng chung với một chiếc bàn phím có sử dụng loại switch là Cherry Blue, bởi vì đây là cái loại switch mà nó ổn nhất. Thì đầu tiên là với chiếc Keep này đi nhá. Thì như các bạn thấy là vì cái tiếng của chiếc bàn phím này nó khá là click và khá là đanh, nên là chiếc mic này nó cũng chưa thể loại bỏ hết được âm thanh của bàn phím đi. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng không quá là ồn đâu, mà tiếng phát ra vẫn là chủ yếu là tiếng của giọng của mình. Nhưng mà mình thấy thì âm thanh giọng của mình nó cũng chưa quá là được sạch hẳn ấy, mà nó vẫn còn hơi lạo xạo một chút. Nhưng mà mình, như các bạn phải nhớ là chiếc mic này nó chỉ có giá là 350.000 thôi, và với cái giá thành như thế này mình thấy là chất lượng âm thanh thu lại nó cũng khá là rõ ràng đấy chứ. Và chắc chắn là nó tốt hơn hẳn so với những cái mic mà đi kèm với cái tai nghe của các bạn rồi. Thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn em mic này để sử dụng, có thể giao tiếp với đồng đội này một cách tốt hơn, giọng cũng hay hơn nữa. Và từ đó thì chúng ta có thể sử dụng một cái tai nghe có chất lượng âm thanh tốt hơn, chứ không phải quá là phụ thuộc vào việc phải sử dụng một cái tai nghe chơi game mà có kèm theo mic nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với chiếc Kimu Pro này nhé. Thì như mình đã giới thiệu ban đầu, giá của em nó cao hơn khoảng 3 lần so với chiếc Keep này, nên là tự các bạn có thể thấy rằng là nó chắc chắn sẽ được trau chuốt hơn rất nhiều về cái khả năng chống ồn cũng như là thu âm rồi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sử dụng chung với cái bàn phím này nhé. Thì mình thấy là tiếng của bàn phím phát ra ấy, nó không bị quá to như Keep. Đặc biệt là khi mà mic to như thế này thì mình có thể để xa mic khỏi bàn phím mà vẫn thu được giọng của mình một cách tốt hơn. Và khi mà mình nói như thế này ấy, mình nghe là giọng của mình nó rất là trong trẻo này, và nó tái tạo được cái âm trầm và âm bổng một cách rất là tốt, không hề bị ù, cũng như là cảm giác là nghe giọng của mình nó cũng ngọt khác hơn so với là giọng thật ấy. Thì chiếc mic này mình thấy rất đáng để các bạn có thể đầu tư cho việc làm streamer để giao tiếp với người xem giọng hay hơn. Và đặc biệt nhá, là giá thành của em nói thì là 1.100.000 đồng, mà rất là thấp như vậy mà cái chất lượng tốt ngang với cả những cái mic mà cao cấp của các thương hiệu gaming, ví dụ như là Razer có những cái mic nó lên tới khoảng 4 triệu đồng cơ. Ok, thì mình đã vừa giới thiệu xong được hai chiếc mic khác nhau này của thương hiệu Chrome. Và nếu các bạn đang chẳng hạn đang trên con đường mong muốn trở thành một streamer, đang tìm kiếm một chiếc mic khởi đầu cho mình, thì mình nghĩ bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai chiếc mic này đấy, phụ thuộc vào tài chính của mỗi bạn. Còn nếu mà các bạn nào còn có những cái sự lựa chọn mic khác nhau nữa có thể chia sẻ với mọi người, thì hãy cứ để lại comment ở phía dưới cho chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.